Này, các bạn ghi bài này. Này, nói thêm một buổi nữa về các loại mặt cầu nội tiết ngoại tiết nhé. Mặt cầu ngoại tiếp này. Đấy, nội tiếp này. Các khối đa diện. Đấy, khối đa diện hoặc là khối tròn xoay. Ok. Đấy, này là cái vấn đề chúng ta sẽ nói nốt trong buổi hôm nay. Để hết cái chương này. Đấy, sau đấy mình sẽ đi mình sang cả chương mới. Được chưa? Hôm nay chúng ta sẽ sang một cái dạng nữa này. Đấy, cũng là về liên quan đến mặt cầu. Trước hết mình nói về cái mặt cầu nhá. Mặt cầu ngoại tiếp. Đấy, cái hình chóp có các cái cạnh bên vuông góc với đáy. À, có các cạnh bên, sorry, có các cạnh bên bằng nhau chứ. Ghi bằng cạnh bên bằng nhau. Đấy, ví dụ là mình cho là hình chóp SABCD chẳng hạn, thì SA bằng SB bằng SC bằng SD ấy. Kiểu như thế. Tức là cái khoảng cách từ S xuống các cái điểm đỉnh ở dưới đáy là bằng nhau hết. Thì cái trường hợp này mình xử lý như nào? Và tất nhiên ấy, trong trường hợp này là đáy của em ấy chắc chắn phải là một đa giác nội tiếp đường tròn rồi. Chắc chắn đáy phải là đa giác nội tiếp đường tròn, không thể nào mà không không được. Rồi thì giờ mình sẽ xử lý nhá, mình giờ vẽ thử cái hình. Vẽ thử cái hình thì mình tư duy cho dễ. Nào bây giờ ví dụ vẽ thử cái trường hợp đáy là tam giác trước đi. Đấy, đáy là tam giác này. Đấy là tam giác. Thì thực ra là nếu mà SA bằng SB bằng SC ấy, thì nó rất giống trường hợp là chóp đều, đúng không? Chóp đều sẽ là một trường hợp của đặc biệt của cái này. Đấy, chỗ này mình có thể mở ngoặc ở đây này. Cái trường hợp đặc biệt chính là chóp đều. Trường hợp đặc biệt. Đấy, là lời hình chóp đều. Đấy, chứ chóp đều thì không không phải là cứ chóp đều mới làm được, mà không cần đều nó cũng vẫn làm được mà. Thì em nhớ hình dung ở đây là cái trường hợp này là cái tâm của đáy là tâm ngoại tiếp của đáy nhá. Đấy, trước hết là tâm ngoại tiếp của đáy này. Ví dụ là điểm O ở đây. O ở đây này, tâm ngoại tiếp của đáy. Nó cách đều các điểm. Đây, ví dụ đây là chóp SABC. Thì lúc em dựng trục delta của nó ấy, thì trục delta của nó chính là cái đường SO này các bạn này. Nếu vấn đề nhỉ, đây trục delta của em nó sẽ chính là cái SO này, này này luôn. Đây chính là delta luôn này. Đây chính là trục delta của đáy luôn này. SO chính là trục luôn. Đấy, và lưu ý với thầy là ba cái đoạn là gì? OA, OB, OC là bằng nhau hết. Đấy, tại vì O phải là tâm ngoại tiếp đáy thì mới có thể dựng được cái mặt cầu này mà. Đấy, ba đoạn này bằng nhau nhá. Đấy, ba đoạn này bằng nhau hết. Rồi, thế bây giờ để dựng ra thêm dựng ra điểm điểm à, đáy là Y chứ nhỉ? Từ thầy sửa lại một chút nhá. Cái này gọi là Y. Cái này gọi là Y chứ không thể gọi là OO. Gọi là ô được. Đấy, mình thường ký hiệu cái này là đây, gọi tâm đáy là y nhá. Rồi bây giờ tôi muốn tìm tìm điểm ô thì bây giờ là nó phải thỏa mãn thêm là nó cách đều thêm điểm s nữa. Đấy chưa? Vậy thì tôi chỉ cần dựng một cái đường trung trực trong mặt phẳng SAI nhá, chẳng hạn trong SAI tôi dựng thêm một đường trung trực của SA. Ai tôi dựng một thằng trung trực SA như này này. Đó. Thì nó cắt cái SI ở đâu thì đấy chính là điểm điểm ô cần tìm. Nhá. Đấy, dựng ở đây là trung trực vuông góc và đi qua trung điểm đấy. Đấy, cắt đây đâu là đây đó là ô là đó là điểm cần tìm. Ok chưa? Nhà tôi dựng thêm ví dụ đường trung trực D của SA hoặc là SB hoặc SC tùy nhá. Nói chung đường nào mà cái nào dễ dựng thì em dựng. Rồi chúng ta ghi các bước của nó này. Bước 1. Bước 1 là em nhớ phải xác định tâm cái đường tròn ngoại tiếp. À, ngoại tiếp y của đáy. Đáy em hình gì thì tùy các bạn nhá. Đấy tùy đề bài. Bây giờ xác định tâm ngoại tiếp của đáy này. Bước 2 là em sẽ dựng cái trục. Dựng trục delta của đáy. Và trường hợp này đối với hình này thì delta của em nó sẽ trùng với SO luôn. SI chứ. Delta của em sẽ trùng với SI luôn. Đó, sau đó xong bước 3. Đấy, em sẽ dựng cho thầy một cái trung trực của cái cạnh bên. À, ở đây ví dụ chẳng hạn nhá, ví dụ ở đây là mình sẽ dựng ví dụ là trung trực
trung trực D của SA. Đấy, và cái đường thẳng D này phải nằm trong cái mặt phẳng SAI nhá, nó phải trong mặt phẳng SAI. Đấy, lúc này thì nhớ nguyên tắc là gì? D này nó cắt, D này nó sẽ cắt delta ở đâu thì đó chính là tâm O của mình. Đấy, O chính là tâm mặt cầu. Mặt cầu ngoại tiếp chóp. Được chưa? Đấy, hai này cắt nhau đâu thì đấy là tâm. Thế còn bán kính thì tính như nào bây giờ? Đấy, ví dụ chẳng hạn thêm một cái bước nữa là bước 4 đi. Ví dụ nếu tôi cần tính R ra thì tính nào? Đấy, nếu tính R tính làm sao bây giờ? Thì R ở đây em có thể tính bằng tất cả các đoạn như thế là OA, OB, OC hay là OS. Được chưa? Một số đoạn đấy là nào tính dễ thì mình tính. Được chưa? Tuy nhiên là để ý ở đây này. Rõ ràng là nếu mà chúng ta thấy là cái thằng O ấy, cái thằng O nó định trên SI cái tỷ số bao nhiêu thì tôi không có biết. Tôi không có biết. Đúng không? Nó không, đây này nó không phải là ta led, nó cũng không phải là trọng tâm gì cả. Đấy, nên là rõ ràng chúng ở đây chúng ta trường hợp này chúng ta phải sử dụng tam giác đồng dạng các bạn ạ. Nhá, ở trong bài này là dùng tam giác đồng dạng mới tính được. Đó là dùng tam giác gì đấy? S. Ví dụ thầy gọi cái điểm ở chỗ này nhá, điểm này là điểm M đi. Thì gọi trung điểm SA là M nhá, thì dùng tam giác là S MO. SMO này. SMO nó sẽ đồng dạng với tam giác SIA. Được chưa? Theo trường hợp góc góc đấy. Đấy, góc S chung mà góc M góc Y bằng 90 độ. Từ đó em suy ra tỷ số. Được chưa? Ví dụ là SO trên SA. Đấy, thì bằng là SM trên SI. SM trên SI. Đấy, cũng có thể là bằng OM trên AI cũng được. OM trên AI. Đấy, thì tùy vào. Cái này mình sẽ thay rồi để mình dự tính nhá. Nói chung là mình sẽ tính cái SO ở đây em này. Nhớ tính cái SO rồi nhá. Đấy, và đây chính là R của mình đây này. Đấy, từ đây nhớ rút R ra thì em tính theo cái gì thì còn phải tùy thuộc đề bài cho mình cái thông tin gì nữa. Được chưa? Thì đấy là thầy thêm cho em một cái bước là bước số 4 nhá. Ba bước đầu tiên thì giống tất cả những cái bài mình làm rồi. Thì tuy nhiên bước 4 thì nói qua một chút để mình có thể có cái định hướng mình tính nhá. Bước 4 chỉ là bước về tính toán thôi. Và có R thì tất nhiên là diện tích hay là thể tích là mình ăn được hết, không vấn đề gì đúng không? Đấy, hay là mình vẽ một hình khác minh họa đi. Mình vẽ một hình khác minh họa, chỗ đáy của mình là một tứ giác. Tuy nhiên là không phải tứ giác nào nó cũng là có mặt cầu ngoại tiếp. Ví dụ thầy vẽ đáy của thầy là một hình chữ nhật đi. Ví dụ thầy vẽ hình chóp của thầy đáy là hình chữ nhật. Đấy, thì đáy hình chữ nhật thì đương nhiên là có gì? Có mặt cầu ngoại tiếp rồi. Có một đường tròn ngoại tiếp rồi. Đây. Đây, từ nãy thầy vẽ đúng ra nhá. Chúng ta phải vẽ tâm của đáy trước đi đã. Giờ vì cạnh bên bằng nhau mà. Anh hôm nay cho bạn Dương vào muộn, bạn đang làm kiểm tra. Lát tầm 8 giờ hơn bạn vào. Ừ, ok. Đây các em dựng cái hình này ra này. Đấy, chúng ta dựng cái hình ví dụ đây trường hợp này, chúng ta vẽ nó không khác, nó tương tự như kiểu hình chóp đều ấy. Đấy, nhưng mà ví dụ đáy này hình chữ nhật là đã ok rồi. Đó. Dạ. Yeah. S nha. Ví dụ đây A B C D. Được chưa? Tâm đáy là Y nhá, là giao của hai đường chéo. Đấy, SI sẽ là gì? Là trục. Được chưa? Đấy, đây sẽ là trục rồi. Đây là trục của đáy rồi. Tiếp theo là gì? Mình chọn một cái cạnh bên để mình dựng trung trực. Ví dụ tôi chọn của SB nhá. Đấy, đây là M trung điểm SB này chẳng hạn này. Thế mà em dựng cái trung trực D, dựng trung trực D của cái thằng này. Đấy, nó sẽ cắt cái SI ở đâu thì đó là cái điểm O cần tìm của mình. Thực ra đây nha, dựng trung trực ở chỗ này nhá. Đây D này. Đấy, lúc này em sẽ tính thông qua tính SO thôi. Nha, đấy hình thì tương tự. Đấy, bản chất là chỉ đổi cái đáy thôi. Còn cái cách tính thì nó tương tự như nhau. Đấy, và muốn tính được R thì chúng ta dựa vào cái việc là sử dụng tam giác đồng dạng. Rồi, những ai ghi xong ở đây giơ tay nhá. Rồi, lý thuyết xong. Bây giờ mình bắt đầu mình vào bài thực tế này.
nha. Bài ví dụ 1 đi. Các bạn ghi đề bài. Cho hình chóp tam giác đều. Đấy, đây là chính là trường hợp đặc biệt đây này. SABC. Đấy, có cái cạnh đáy là A. Đấy, mỗi cạnh bên thì bằng A căn 2. Cạnh bên thì bằng A căn 2. Yêu cầu là tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp. Này. Dạ, tính bán kính của cầu ngoại tiếp nhá. Làm gì trước hết mình cứ vẽ lại cái hình đi dạ. Nhá, cứ vẽ lại cái hình đã. Vẽ hình chóp đều này. Đấy là tam giác này. Đấy, đúng nguyên tắc là vẽ gì? Vẽ tâm tâm đáy đúng không? Đấy, vẽ hai trung tuyến. Khác nhau ở đâu? Đấy là tâm đáy. Em gióng lên em lấy đỉnh S ở trên. Đấy, sau đó mình nối từ S xuống. Đúng ba đỉnh của đáy. Chờ, đây nhà S nha. Đấy, A, B, C. Tâm đáy mình cứ gọi là Y hay là O hay là G thì các bạn. Thường thì thầy sẽ gọi tâm của mặt cầu là O. Đấy, tâm đáy là có thể là Y hoặc G thì các em nhé. H cũng được. Rồi, thì giờ SI của mình là trục chưa? Đấy, SI của mình là trục rồi. SI là trục của đáy. Rồi bây giờ cách vẽ chỉ cần là gì? Từ cái trung điểm của SA. Đấy, đây là M. Từ cái trung điểm này tôi chỉ cần vẽ kẻ cái trung trực của nó. Xem nó cắt cái SI ở đâu. Thấy không? Cắt SI ở đâu thì đây chính là gì? Tâm O. Đấy, chỗ này vuông này. Đấy, tâm O. Được chưa? Thì nhớ thông tin ở đây đề bài cho những cái gì đây? Cạnh đáy là bằng A. Cạnh bên này bằng A căn 2. Rồi SA bằng SB và SC ở đây bằng A căn 2. Rồi bây giờ muốn tính thì mình dùng cái gì đây nhỉ? Như vậy thì thông tin thì như vậy thôi. Chỉ có điều bây giờ áp dụng các độc dạng này. Vẫn là dùng cái cặp tam giác gì đây? Tam giác SMO. Cái đồng dạng với tam giác SIA. Được chưa? Sau khi đồng dạng suy ra là SO trên SA thì bằng là SM trên SI nhá. Rồi, bây giờ SO thì bằng R rồi. Nhưng mà vậy muốn tính được cái những SO này ra phải biết hết tất cả là thằng còn lại. SA thì biết rồi. Đấy, SA thì bây giờ thầy ghi lại SA chính là cạnh bên bằng A căn 2. SM, SI thì sao? SM thì bằng nửa SA. Đấy, bằng SA trên 2. Đấy, trung điểm mà. Vậy là A căn 2 trên 2 nhá. SI là gì? SI thì chắc phải dùng Pythagore rồi. Vậy muốn tính SI phải tính AI trước đã. Tính AI trước đã. AI chính là R của đáy. Nhá, yeah, R của đáy. Chính là lấy cạnh nhân với căn 3 trên 3. Rồi có AI xong rồi suy ra được là SI. Dùng Pythagore mình sẽ lấy là SA bình trừ đi AI bình. Đấy. SA là gì? Bình lên là 2A bình này. AI bình thì bằng A bình trên 3. Vậy đây thì 6 chỉ lấy 1 rồi còn 5. 5A trên 3, 5A bình trên 3. Như vậy khai căn ra thành là gì? Căn 5 trên căn 3 hay căn 15 phần 3 nhỉ? A căn 15 trên 3 hay là SI. Bây giờ tôi ốp hết vào để tôi tính cho nhá. Vậy R này trên SA là trên A căn 2. Đấy, thì bằng là SM là A căn 2 trên 2 chia cho A căn 15 trên 3. Các bạn xem tính R ra bao nhiêu đi. Em bấm những cái hệ số này thôi. Ví dụ tôi nhân chéo nhá. Tôi lấy này căn 2 nhân với lại căn 2 chia 2. Sau đó chia cho căn 15 phần 3. Vậy là căn 15 trên 5 đúng không các bạn? Vậy tôi ra là A căn 15 trên 5. Đó, thì đây là đáp án cuối cùng của mình trong cái bài tập này này. Nhá. Đấy, thì ra là bán kính R mặt cầu ngoại tiếp của mình sẽ ra là gì? A căn 15 trên 5. Đây thì họ thích hỏi cái gì thì hỏi. Được chưa? Họ thích hỏi diện tích cũng được.
thể tích cũng ok. Yeah, hay là bán kính cũng được mà đường kính cũng được luôn. Đấy, nắm được câu này chưa? Ai xong câu này giơ tay rồi nhá. Đấy, cái này cứ vẽ đúng nhá. Đấy còn tính thì mình đều dùng các đồng dạng mình chơi thôi. Rồi, ví dụ 1 nhá. Nào, bây giờ sang này bài này bạn tự tính nhá. Ví dụ số 2 đi. Ví dụ 2. Nhà các bạn tự tính cái vở này. Cho hình chóp tam giác đều. Có cái cạnh đáy bằng A. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60 độ. Được chưa? Yêu cầu tính là diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. Nào, các em tự tính câu này vào vở mình đi. Nha, tự tính xong mình gửi lên mình chấm nhá. Tìm một cái ví dụ nữa để luyện cái này cho quen đã nhá. Ví dụ 3. Cho hình chóp tam giác đều. Cạnh đáy bằng căn 6 và có cái chiều cao bằng 1. Nha, tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp. Ok. Nào, vẽ hình và tính câu 3 vào vở nhá. Ý về 3 này nó không A đâu nhá thanh niên nhá. Tính thêm cả A vào. Ví dụ 4 này. Ví dụ 4. Cho tứ diện đều A, B, C, D. Cạnh bằng A. H nó là hình chiếu vuông góc của A xuống mặt phẳng BCD. Y là trung điểm AH. Yêu cầu tính bán kính R của cái mặt cầu ngoại tiếp tứ diện IBCD. Ok. Nào, nhờ các bạn suy nghĩ tính câu này nè. Nhá, mặt cầu ngoại tiếp của tứ diện IBCD, không phải của tứ diện ABCD nhá, mà là IBCD. Rồi, mời các thanh niên. Để hình tính thôi. Câu này thì nói chung nó tương tự thôi. Chỉ để ý là đây cái mặt cầu của mình nó không phải đi qua 4 điểm ABCD mà đi qua là gì? IBCD. Nha, 4 điểm này. Cái đáy vẫn là BCD nhưng đỉnh của nó trên là đỉnh Y. Thế vậy em sẽ phải lấy trung trực của BI các bạn nhá. Lấy trung trực của BI nối sang chứ không phải là lấy trung trực của AB. Do đó em á em áp dụng ba các đồng dạng nhá. Sẽ được tam giác là gì đấy? IMO đồng dạng với tam giác là IHB. Được chưa? Đấy, sau đó suy ra cái bán kính của mình đây chính là cái OI ấy. Đấy, suy ra là gì? IO trên IB bằng IM trên IH. Đó, thì IO này chính là cái bán kính của mình này. Sau khi bạn tính xong bạn ra là bằng A cos 6/4 đúng không? À, thầy và cái gì chưa có thì cố gắng tính nốt và nhớ đây y là trung điểm em nhé. Đây là ví dụ số 4.
Đây, sang ví dụ số 5 này. Ví dụ số 5. Cho hình chóp SABCD. Có cái đáy ABCD này. Đó là hình chữ nhật. AB thì bằng 3. AD thì bằng 4. Đấy, các cái cạnh bên thì tạo với đáy. Bên tạo với đáy thì góc 60 độ. Yêu cầu tính thể tích của cái khối cầu ngoại tiếp. Khối cầu ngoại tiếp cái hình chóp này. Được chưa? Nào, các bạn dựa thông tin điểm bài cho các bạn xử lý nào. Đấy, xử lý. Câu này tính tương tự như trên các em nhé. Vẫn dùng các đồng dạng để tính ra thôi. Nào, đây là một ví dụ. Ví dụ 6. Các bạn quan sát này, đề bài như sau. Ví dụ số 6. Ở đây cho hình chóp tứ giác đều. Có góc giữa mặt bên mặt đáy. Có góc giữa mặt bên mặt đáy 60 độ. Biết rằng là mặt cầu ngoại tiếp của chóp đó ấy, R cái mặt cầu ngoại tiếp hình chóp này thì bằng A căn 3. Yêu cầu tính cạnh đáy. Tính cạnh đáy của cái hình tứ giác đáy đấy. Với hình chóp tứ giác đều này. Nha, câu này câu hỏi của chúng ta là yêu cầu tính là cái cạnh đáy của nó. Còn nhá, này. Ở đây lại cho sẵn bằng R yêu cầu tính cạnh đáy. Được chưa? Tính nó hơi ngược lại một xíu. Em tính đi xem ra bao nhiêu nào. Tính chốt lại cái đáp án cái nhỉ. Ở đây mình cứ đặt cạnh đáy là x đi. Đấy là cái x thì mình xem mình tính toán. Ở đây đấy, thì các em đặt này là h đúng không? Okay, đặt này là h đi. Cho cạnh đáy x. Thì ra muốn tính để ra được cái r ngoại tiếp kia thì phải tính được các cái thông số trong cái tam giác là s, bi, s, mo, đúng không nhỉ? Nếu cạnh đáy mà là x rồi thì mình chia được là bi của mình á thì bằng bd trên 2. Bd thì bằng lại bằng cạnh như căn 2 đúng không? Vậy x căn 2 chia 2 là cái thằng BI là ra đầu tiên. Các bạn dùng BI không nhỉ? Thôi là dùng BI cũng được. Tính thằng IH thì đã. IH thì bằng x trên 2. Từ đó suy ra SI. SI đi có 60 độ. Như vậy là x căn 3 chia 2. Có SI nhỉ? SI có B, BI. Thì dùng Pythagore để tính SB ra. SB thì bằng SI bình. Về BI bình. Này đều tính theo x hết. SI bình thì bằng 3x bình trên 4. Cái kia thế x bình trên 2. Hay là 2x bình trên 4 đấy. Vậy 2 cộng 3 là 5. Căn của 5x bình trên 4 vậy là bằng x căn 5 chia 2, đúng không nhỉ? Vậy là ra SB ra như này. SB ra như này thì SM bằng nửa cái này. X căn 5 chia 4 à. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng tam giác đồng dạng nhé. Tam giác là SMO đồng dạng với tam giác là SIB. Từ đó suy ra tỉ số này. SO trên SB bằng SM trên SI. Hay số xem nào. SO thì cho rồi là nó chính là A căn 3 đấy. R đấy, A căn 3. SB có chưa nhỉ? Đây, SB vừa tính đây. X căn 5 trên 2. Đấy, SM thì x căn 5 trên 4. Tất cả chia cho SI.
SI thì bằng x căn 3 chia 2. Được chưa? Từ đây rút ra nhá. x hết luôn đi. x triệt tiêu luôn luôn đi. À, bây giờ mình nhân xem ra cái gì nào. A à, mình nhân chéo nhá. A căn 3 nhân với lại căn 3 trên 2 thì bằng 3 trên 2. Thế này mình nhân chéo tiếp thì ra là gì? 5x trên 8 à. Ở đây rút A ra. À rút rút x ra chứ. Từ đây rút x ra. Đây là bằng 24A. Ơ. Từ tính nhầm đâu không em nhỉ? Ra bao nhiêu ấy? 24A trên 10 à? Này cũng chia cho 2. 12A trên 5 à? Quỳnh ra bao nhiêu Quỳnh? Em ra đúng rồi, 12A trên 5. Thế hai bạn kia xem lại nào. Đinh Nhung xem lại nào. Em cũng ra 12A trên 5. Bạn Nhung bạn tính sai rồi anh ạ. Thì mới đến là tính nhầm đúng không? Vừa nãy em đọc nhầm đề bài. Nó là mặt bên thì em tính là thành cạnh bên anh ạ. À ok. Cái mặt bên với đáy ạ. Rồi rồi, đã hiểu. Thế là nhầm. Đấy, các em sửa lại đi nhá. Vậy là bắn cạnh đáy của mình ra 12A trên 5. Câu câu cho ngược đi phát là mình tính nó đã thấy nó mệt hơn rồi. Đấy, hôm nay sẽ nói thêm một dạng nữa cho các bạn. Dạng nữa nhá. Đó là mình nói đến cái mặt cầu. Mặt cầu mà nó ngoại tiếp nón. Mặt cầu ngoại tiếp nón thì như thế nào? Đấy, bây giờ ta nói về cái dạng này. Đấy, mặt cầu ngoại tiếp nón. Bây giờ vẽ cái hình minh họa cái nhỉ, cho dễ hình dung. Đây tôi vẽ cái mặt cầu. Tôi lấy cái này tôi minh họa cho mặt cầu này. Này tôi vẽ bằng tay thôi. Chỗ tôi có đỉnh ở một đỉnh S ở chỗ này. Và dưới đây thì tôi có một cái vẽ này thì nó dễ vẽ hơn. Cứ vẽ bằng đấy, nó khó tại vì nửa liền ở nửa đất mà. Đấy, các bạn hình dung ra ra không? Đấy, tôi có cái đường đáy của tôi là đường tròn, đường kính, ví dụ là AB đi. Đấy, tôi đường kính là AB, là A đây là B, tâm đây là tâm Y nhá, và đây là tâm O của mặt cầu này. Mua mặt cầu đây. Đấy, như vậy tôi sẽ thấy là cái SO với OB thì mình cứ gọi là R. Và mặt cầu gọi R nhá. Còn cái đoạn IB, IA mình gọi R, R nhỏ đi. Đấy, R, R nhỏ. Được chưa? Đấy. Nên là bạn để ý là cái tiết diện đi qua trục của cái thằng hình nón này này. Hình nón đỉnh là S đáy là đường tròn đường kính AB ấy. Thì nó chính là cái tam giác SAB. Và nếu mà lấy mặt cắt như vậy thì rõ ràng em nhìn là cái điểm O ấy, cái này sẽ là OS bằng OA bằng OB. Hay là cái khác là cái tâm O này này. Cái tâm O của cái mặt cầu mà ngoại tiếp của cái hình nón này này. Anh sẽ thấy nó chính là tâm của đường tròn ngoại tiếp cái tam giác SAB. Của cái tam giác mà ta bởi cái mặt cắt của mình ấy. Được chưa? Đấy, nó sẽ tâm ngoại tiếp vì là O cách đều cả S, cả A, cả B mà. Thực ra nó không chỉ cách đều SAB không đâu, mà nó sẽ cách đều tất cả. Đối với cái, nó sẽ cách đều tất cả các điểm đặt trên cái đường tròn đường kính AB này. Đó, tất cả các điểm đây nó đều cách đều O hết. Được chưa? Bây giờ làm thử ví dụ nhá. Để mình tính toán, mình xem nào nhá. Ở đây thực ra sử dụng là, mình thì mình sẽ sử dụng cả Pythagore đấy. Đôi lúc là mình sẽ cho cái này tính cái kia. Nào lấy một ví dụ đi. Ví dụ số 1. Đây cho hình nón. Hình nón ký hiệu là N nhá. Đỉnh S. Đỉnh S này. Cái bán kính đáy thì là A.
và độ dài đường sinh. Đường sinh thì bằng là 2a căn 2. Chưa? Gọi gọi C đó là mặt cầu. Đấy, nó đi qua S và cái đường tròn đáy của cái nón N này. Và đường tròn đáy của N. Được chưa? Tính yêu cầu là tính bán kính của C. Bán kính của đường tròn C này. À, có cái mặt mặt cầu C này. Nha, nói chung là tính R đấy, các bạn nhá. Đấy. Cái này yêu cầu mình tính R thì thấy dùng luôn cái hình vừa rồi chúng ta vừa vẽ đi. Dùng luôn chính cái hình này. Đấy, thì ở đề bài này nó cho mình những cái thông tin gì? Điền thêm vào hình nhá. Đường sinh là bằng 2a căn 2. Đó. Bán kính đáy thì bằng bằng a, tức là R ở đây của mình a nhỏ, R nhỏ mình bằng a này. Được chưa? Đấy là mình tính xem mình tính toán như nào. Đấy, làm sao để mình tính được ra cái bán kính của cái mặt cầu này bây giờ, tức là tính R lớn ấy. Đấy, yêu cầu này muốn là tính R lớn bao nhiêu? Thì ở đây bạn thấy ngay một điều là cái bạn có SA rồi, bạn có AI rồi. Nên là bạn hoàn toàn có thể tính cái chiều cao H hay là chính cái SI trong hình này. Đấy, cái SI của mình ấy sẽ bằng là SA bình trừ đi AI bình không? Đấy, SA bình bình lên sẽ là phải 8A bình không? 2A căn 2 bình lên là 8A bình mà. A bình bình lên là A bình. Vậy ra là gì? A căn 7. A căn 7 là cái SI hay là cái chiều cao H ấy. Từ đó thì em thấy em sẽ suy ra được cái OI. Cái đoạn OI ra đây rất là quan trọng em nhé. OI thì bạn lấy SI, bạn trừ đi OS. Đấy. Hay là chính bằng A căn 7 nhỉ? Trừ đi R. Đấy, OI bằng A căn 7 chia R. Sau đó em thấy trong cái tam giác là tam giác OIB á. Đấy, em sẽ thể dùng Pythagore. Em có OI bình cộng với IB bình thì bằng là OB bình. Được chưa? OI đây nhá thì bằng A căn 7 trừ R tất cả bình này. Đấy, IB thì là A bình và OB bình thì bằng R bình. Sau đó em phá tung ra, em giải ra để lấy cái liên hệ nhá. Cái này là 7A bình này cộng R bình này trừ đi 2A căn 7 R đúng không? Từ à đây dấu bằng cộng với A bình nữa thì bằng R bình. Đúng không? Nếu mình chuyển vế sang đây. Mình chuyển hết sang bên này đi. À vậy R bình với R bình hết ở đâu đó. Đúng chưa? Như vậy còn mấy là 7A bình, còn A bình là 8A bình. Trừ đi 2A căn 7R thì bằng 0. Chỗ hai thằng này có nhân tử chung nha bạn này. Mình có thể đặt 2A ra ngoài. Trong là 4A trừ đi căn 7R. A thì không thể bằng 0 được rồi. Dẫn đến là mình sẽ thấy là gì? 4A trừ đi căn 7R bằng 0. Đấy, bạn rút ra nhá. Rút R ra. R của mình sẽ bằng 4A trên căn 7. Hay là 4A căn 7 trên 7. Em check lại con số nhá. Xem là đã ok nhá. Check lại về số đi. Xem có bước nào mình tính toán nhầm lẫn không? À, nếu mà đấy, còn cái thuật toán là cái phương pháp tính là tính như thế này, được chưa? Và chúng ta nên lưu ý ấy, trong các bài tập này thì nên để tâm đến cái tam giác này nha. Cái tam giác mà tôi sẽ gạch chéo này, tam giác này tam giác cần phải chú ý, tam giác OIB này, này nó có liên hệ giữa bán kính ở đáy đấy, nó có liên hệ giữa bán kính đáy và cái bán kính của mặt cầu đấy, cũng như này cái đoạn OI này đấy, thì em có thể dùng là em như kiểu giải phương trình đã. Thì là em ra. Rồi nhá, ai xong cô này giơ tay cái nhá. Các bạn làm một ví dụ nhỏ trong vở nhá. Đấy, nỗi cô này chúng ta nghỉ. Ví dụ số 2. À, ví dụ 2 này. Cho một hình nón. Hình nón. Nó có cái đường sinh. Đường sinh thì bằng đường kính. Bằng đường kính đáy. Nhá. Và cũng bằng là 2. Yêu cầu là tính bán kính của cái mặt cầu ngoại tiếp. Cái nón này. Nào.
Em dựa vào những cái ở trên chúng ta tính thôi. Đấy, đề bài rất ngắn gọn, tính luôn. Câu này ra 2 căn 3 trên 3 đúng không các bạn? 2 căn 3 trên mấy nhỉ? Trên trên 3. 2 căn 3 trên 3 anh ạ. Ok. Câu này vậy là R của mình. Chốt nha. R của mình ra bằng là 2 căn 3 trên 3. Đấy, đây là đáp án của mình nha. Đấy, hôm nay giới thiệu với các bạn về hai cái này. Thì cái này cũng là các em có thể gặp cái bài này này trong những cái bài về toán toán tối ưu. Nó cho cái này ví dụ là nó cho nhét hai hình vào nhau và nó muốn là đấy thể tích lớn nhất hay là bán kính nhỏ nhất thì đấy nó rất nhiều yêu cầu có thể hỏi. Được chưa? Tức là có thể cho một hình cố định, ví dụ cho một cái cầu ở bên ngoài là cố định và nó cho một cái nón bên trong thay đổi. Đấy, hỏi là làm vị trí như thế nào hay là bán kính ra làm sao để cho nó đạt cái tối ưu. Được chưa? Nha, bà về nhà gửi lên nhóm cho mình sau các bạn nhá. Nhớ chụp vở ghi các anh em nhá. Đỡ nghỉ thôi.